Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Hoàng Hiền. Thì hôm nay Hoàng Hiền tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại thăm gia đình nhà bà Dê mà có hai người con bị khuyết tật ấy. Thì hôm nay vào thì Hoàng Hiền sẽ trao cái quà của em Quỳnh. Em Quỳnh thì có gửi cho Hoàng Hiền là 10 cân gạo và nhờ Hoàng Hiền là mang vào giúp đấy cho gia đình nhà bà. Ngoài ra thì em Quỳnh cũng có gửi cho Hoàng Hiền là 270.000 đấy, nhờ Hoàng Hiền là mua sữa đấy vào cho gia đình nhà bà và mua sữa vào cho gia đình nhà anh Vư mà chân đi bị bại đấy và có cái người vợ mà bị hỏng một bên mắt đấy. Đấy, một bên mắt là không nhìn thấy gì đấy. Và ngoài ra thì hôm nay vào thì Hoàng Hiền là cũng trao cái quà của anh Nghĩa. Đấy, anh Nghĩa thì có gửi cho Hoàng Hiền là 500.000 và nhờ Hoàng Hiền là mua giúp với cho gì nhà bà đấy, một cái quạt đấy. Và số tiền còn lại đấy thì là sẽ xem là gia đình nhà bà thiếu với những cái đồ dùng gì thì là Hoàng Hiền sẽ mua vào đấy, cho gia đình nhà bà đấy. Và hôm nay vào thì Hoàng Hiền cũng đã mua được quạt đây rồi và mua được sữa đây rồi. Quạt thì Hoàng Hiền mua hết cái số tiền là 250.000 đấy, thì là anh Nghĩa gửi cho Hoàng Hiền là 500.000 thì cái số tiền thừa là 250.000 nữa. Thì hôm nay vào thì Hoàng Hiền sẽ xem gia đình nhà bà thiếu những cái đồ dùng gì thì lần sau vào Hoàng Hiền sẽ mua cho gia đình nhà bà đấy. Và cái số tiền mà 270.000 của em Quỳnh gửi cho Hoàng Hiền ấy để mua sữa ấy, thì Hoàng Hiền cũng đã mua được 2 thùng sữa đây rồi đấy. Và giá thì là 135.000 một thùng. Đấy thì là mua 2 thùng thì là cái số tiền hết đó là vừa tròn 270.000 các bạn nhé. Đấy. Còn gạo thì là 10 kg thì là cái thùng cuối cùng này. Đấy, gạo thì là để trong đó. Và đồng hành cùng với Hoàng Hiền hôm nay vào thăm gia đình nhà bà ấy, thì cũng có một người em của Hoàng Hiền các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người nha. Đấy thì đây là em Nam. Đấy là con của chú của Hoàng Hiền các bạn nhé. Thì hôm nay vào thì hai anh em cũng mua được gà đây đấy vào và nấu cơm đấy, ăn cơm trưa cùng với gia đình nhà bà các bạn nhé. Thì hiện tại bây giờ Hoàng Hiền đang có mặt tại cái khu vực đó là xã Thượng Lung đấy. Từ cái khu vực xã Thượng Lung này vào đến gia đình nhà bà thì nó còn khoảng là 40 km nữa đấy, cái quãng đường cũng khá là xa như vậy. Và đây các bạn nhìn thấy đây thì có một cái điểm view rất là đẹp đúng không? Ở dưới cái gốc cây sung kia thì có một con bò đang nằm ở dưới nó. Đấy. Ngoài ra bên này có một con trâu các bạn nhé. Đấy. Con trâu đang nằm ở đây. Người dân thì họ buộc ở đây. Đấy. Và cho nó mát ở đây. Đấy. Và bây giờ thì Hoàng Hiền xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng Hoàng Hiền tiếp tục cuộc hành trình vào thăm gia đình nhà bà Dê các bạn nhé. Xin mời các bạn sẽ cùng Hoàng Hiền. Đấy, và bây giờ thì Hoàng Hiền đã vào đến cái khu vực đường rẽ đấy, vào cái thôn Khuổi Mèo và một đường thì đi Bản Trương. Thì từ cái khu vực này mà vào Khuổi Mèo thì nó khoảng độ là 6 km nữa đấy. Thì qua đây thì Hoàng Hiền cũng chia sẻ một chút, đó là anh Thắng thì là thần tượng của Hoàng Hiền đấy. Thì Hoàng Hiền rất là yêu quý và ngưỡng mộ những cái việc mà anh Thắng làm để giúp đỡ cho bà con ở vùng cao. Và anh Thắng thì chính là cái hình mẫu ấy mà Hoàng Hiền đang học tập theo để giúp đỡ những cái bà con có cái hoàn cảnh khó khăn ở trên quê hương của mình. Chính vì vậy mà Hoàng Hiền cũng đã xin phép và được sự đồng ý của anh Thắng là trong một số video của mình đấy, thì để tên là fan của anh Thắng và để ảnh của anh Thắng đấy. Và qua đây thì Hoàng Hiền cũng chia sẻ một chút như vậy để các quý cô bác anh chị và các bạn cũng biết được. Và Hoàng Hiền cũng rất là mong quý cô bác, anh chị và các bạn cũng như là các mạnh thường quân sẽ đồng hành cùng Hoàng Hiền để Hoàng Hiền có thể giúp đỡ được thật nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh bà con khó khăn ở trên quê hương của mình đấy các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn sẽ cùng Hoàng Hiền tiếp tục vào thôn Khuổi Mèo các bạn nhé. Và bây giờ là Hoàng Hiền đã đến cái khu vực đường vào nhà bà các bạn nhé. Đấy, vào nhà bà đi qua một con suối như này. Đấy thì là em Lam là đứng ở trên kia. Thì
nhiều đồ quá các bạn ạ, cho nên là không thể mang hết được. Và với lại Hoàng Hiền thì không biết tiếng tiếng Mông đấy, mà bà dê và các con thì cũng không nói được tiếng phổ thông, cho nên là vào mà không có người phiên dịch thì cũng không nói được đấy. Chính vì vậy mà Hoàng Hiền đã gọi cho anh Mía đấy, anh Mía thì ở đây, và nhờ anh Mía thì vào vào trong đó thì cùng Hoàng Hiền là nấu cơm và ăn cơm cùng bà, cũng phiên dịch giúp luôn đấy. Tuy nhiên thì anh Mía thì anh ấy đang đi làm nương đấy, ở trong cái khu trong đấy, thì trong đó thì sóng điện thoại không có các bạn ạ. Đấy, trên này thì Hoàng Hiền dùng Vida đấy, cũng như anh Mía nữa, không gọi được, nên là lúc đấy thì phải nhờ vợ của anh Mía vào trong đó gọi anh Mía đấy, và người con của bà đấy là anh Mậu đấy, anh Mậu một chân đi bị bại đấy, đấy ra ngoài để mang đồ vào giúp, nếu nhiều đồ quá không mang được các bạn ạ. Anh vừa anh Mậu ra. Anh Mậu á? Đi thì sao? À à vâng. Em đau quá. Anh Mía đấy các bạn, anh Mía ra rồi. Đấy, vợ anh Mía thì vừa vào trong đó thì đón anh Mía ra này mang đồ giúp. Thì anh Mía anh ấy làm lương ở trong đó. Đấy, buổi trưa thì anh ấy không về các bạn. Anh ấy mang theo cơm ở đấy, anh ăn cơm ở trong trên nương luôn, tối anh mới về. Sóng điện thoại không có. Không gọi được. Chân Hoàng Hiền thì đang bị đau. Đau cơ đi lại khó khăn quá. Đâu anh Mậu đâu chị? Ra chưa? Chạy được à? Đâu? À kia rồi. Em bị đau cơ từ sáng về đau quá, giờ đau hơn. Ừ. Ấy, anh Mậu chạy tít vết nhỉ? Anh Mậu chạy cực kỳ. Em mua quạt mới mua sữa vào cho bà. Mấy gạo nữa mới này mang gà vào mấy nhà mình nấu cơm, ăn cơm với bà nhá. Vâng. Anh làm nương đấy à? Anh cắt keo. Cắt keo à? À, cắt được nhiều chưa anh? Cắt xe. Cắt xe. Vâng. Úi, đau chân quá. Đâu anh đâu rồi? Mậu ơi. Chào anh Mậu nhá. Chào đi. Chào ơi. Hôm trước em vào anh không ở nhà. À. Vâng. Anh Mậu giờ chết 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 đi. Chị ơi, hóa đi rồi. Anh Mậu này có bộ thể thao ấy nhỉ? Hôm nay em mang gà vào nấu cơm, ăn cơm với gia đình mình. Ờ, cân về. Ờ, anh bảo gì ấy chị? Bảo là vâng, ăn cân với à. Chết mỏ. Ý mẹ mỏ. Ờ. Nên nó mỏ. Chị tàu nò nè. Tàu. Ờ, đáng khởi phát cửa hoa sơn tha. Đáng khởi phát cửa sơn tha. Tàu ôm mỏ rồi. Tàu ôm mỏ. Anh bảo gì chị? Anh bảo là cho ăn cân. Chân cơ mà. Ăn nhặt ngô lên. À đang bẻ ngô à? Vâng. À, chị hỏi anh là bẻ hết ngô chưa? Nên này cứ tạ rồi. Đại cứ xua nó là chép phong tí thứ. Xua chạy xua bây giờ. À xua này ta chạy để. Chưa hết. Hỏi chị chưa hết rồi. Vâng, chưa hết. Chị hỏi anh là còn nhiều. Tu hết chế. Chạy xua hơn ta lúc chém mè hàng ga lại như tôi ngặt thà tê tí thứ. Xua tàn hoa rồi. À. Còn nhiều. Vâng. Xua ta thì ảnh như tôi ngặt thà tê mà. Vâng. Trên này không có sóng thì em gọi không được. Ừ, chú kia nó. Ừ. Bé em hả? Vâng, anh ạ. Anh lại đi. Dạ. Anh Mậu ơi. Ờ. Thôi cầm luôn. Đi chị ấy gọi em vào đấy các nhá. Cảm ơn chị nhá. Vâng. Đi đây. Bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng vào nhà bà dê nhá. Ui. Nam bê quạt hộ em bé đi, đưa gà cho em đi xách bê quạt hộ em đi. Em ơi, em gái ơi, đưa quạt anh Nam bê cho. Nhà anh Mía có rừng keo đấy à? Không, cắt thuê á? À. Một ngày bao tiền anh Mía? Là như nào? 130 một ngày á?
À, một như kiểu theo số lượng đấy chứ. À. Đi qua chỗ này có suối mát quá. Anh cắt rừng cam bên kia. Anh bé ơi. Cắt rừng cam bên kia. Vâng. Ngay đằng sau nhà bà đấy. Sau nhà bà? Ừ. Em tưởng rừng đấy là của nhà bà. Không, của con rể bà. À, của nhà người khác à? Rồi. Rồi đấy là bà ạ. 100 mét nữa. Ở ngay cạnh nhà bà có một nhà nữa phải không anh Mía ơi? Dạ. Ngay cạnh nhà bà ở phía trên này có một nhà nữa đúng không? Không, không có rồi. Thế cái đấy nhà đấy nhà ai đấy? Nhà đó. Cái đấy là lán rồi à? Lán rồi. À. Đấy. Nhà tắm huyền thoại của trên bản. Đấy, nhà bà ở trong rồi ạ. Đây, bắt đầu nhìn thấy nhà bà. Trưa nắng, hành trình vượt 100 km bạn ạ, từ nhà lên trên nhà bà ở đây. Mọi người đi từ 6:30 sáng, bây giờ đã là khoảng gần 11 giờ rồi. À, bà đây. Con chào bà nhá. Bà vẫn đang bẻ ngủ ạ. Bà vẫn bẻ ngủ đây. Anh Mậu đây, anh Mậu nào. Chưa nấu cơm ạ. 11 giờ. Và bây giờ thì Hoàng Hiền đã vào đến gia đình nhà bà các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ sẽ trao quà cho gia đình nhà bà. Anh Mía bảo giúp bà với lại anh Mậu cho em là có cháu Quỳnh gửi cho bà 10 cân gạo. Có cháu Quỳnh gửi ít chọt thu cho nè. À, anh bảo tiếp là cháu Quỳnh gửi thêm cho bà và anh Mậu một thùng sữa. Cháu Quỳnh gửi ít chọt thu hoa ít thùng sữa cho nè. À, anh bảo tiếp là có cháu Nghĩa gửi cho bà là 500.000 nhờ Hoàng Hiền đấy, nhờ con ấy là mua giúp cho bà là một chiếc quạt và xem là còn thiếu cái đồ dùng gì thì là con sẽ mua cho bà. Cháu Nghĩa mua chiếc quạt xe rồi cháu Hiền ba giỏ y lô quạt ốc ở chi số ốc ở chi lửa nôi trẻ số chính là chỉ tấm mua nên mà lại giỏ tốt đó nè. Anh bảo tiếp là hôm nay thì em mua quạt hết tiền là số tiền là 250.000. Còn lại 250.000 thì hôm nào em vào em sẽ mua đồ dùng tiếp cho bà. Cháu Hiền vô tả ốc ở chi là số ốc ở chi nè. Cho nhá.
Tao mỏi lòng. Chớ. Mỏi chưa? Anh biếu cắm quạt cho má. Bỏ bỏ túi ống cắm quạt luôn cho má. Lúc chợ ấy nhá thầy không? Hết than rồi chợ đến à? Chợ rồi. Còn như sáu con. À, đây này. Gạo ấy nhá. Anh mẫu ấy gạo ấy nhá. Gạo gạo gạo. Đây nhá. Cái nhỏ con. Ngon hầu nhỏ. Có rác không? Đấy. Không có quạt vào đây đúng là nó hợp thật. Đấy. Đấy, lên rồi nhá. Lên rồi đấy. Cho quay cho mát này. Đấy. Quay, quay. Đấy. Quạt mát rồi bà nhá, bây giờ có quạt mát rồi. Vâng, anh bảo bà là bây giờ có quạt mát rồi thì bật quạt. Quạt gió lạ đó. Nó nét là dòng tổ tổ đó. Thế liệu không? Quạt tổ 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 là hay. Thì khánh là ua nó vô như vô. Là chả có con gì. Con mẹ tổ vật chân. Anh hỏi bà thế là bà bình thường ấy. Bình thường trước đây thì một tháng bà dùng hết bao nhiêu tiền điện? Ê, lì dòng tán nhỉ, điện hao hoang tàu lên nào. Mỗi tháng 10.000 tiền điện à? À. Tại đây thì bà chỉ dùng thắp điện cái bóng này vào tối thôi nhỉ? À. Vâng. Nó tha. Có chỗ táo có nào lừa. Có chỗ táo. Anh thì hỏi là phải dùng quạt lần đầu tiên không? Chứ bây giờ nhỏ phải lo liệu lên thật rõ. À. Quạt hát à? Nhìn lo nhìn lúc cho trống nào. Thật rõ là rõ. Thật rõ rồi. Lần đầu. Lần đầu dùng quạt à? Chỉ dùng mấy lúc, chỉ dùng mấy lúc hả tứ. Anh thì hỏi anh là thấy mát không? Tụi không nữa. Vẫn là? Là rồi. Mát. Mát à? Lo chỉ lúc là trống không? Giờ chỉ lúc là trống không? Không không? Nghe nhóm bếp nấu cơm mà. Chơi được cái sẫn củi. Hôm trước em vào thì em cũng trao cho bà được mọi người gửi đồ cho bà là 1,2 triệu với lại 10 cân gạo. Áo này ai cho? Nhà nước phát về. Nhà nước phát về à? À. Phát cho bạn đây à? Cái cả xóm này. À. Người con trai của bà, người bị câm của bà cũng chưa về nhỉ? Chưa. Về lại đi à? Về bao giờ? Mai hôm. Về trước á? Hôm chủ nhật hay sao? À. Về nó. Về xong đi luôn à? Lại, lại đi sang bên kia. À. Để bà cũng xách cái nước về này. Tích ở trong cái nồi đây. Ồ, chưa cho gạo luôn rồi anh. Bao giờ mới cho? Tí nó sôi đã. Tí sôi á? Ồ, sao đây nấu cơm lạ đấy. Ở chỗ em mà nấu là cho gạo luôn vào lúc đun. Thế cũng được nhưng mà kiểu nó cho biết làm thì được nhưng không biết làm thì kiểu nó nháo. Thế á? À, thế sủi cho vào. Vâng. À. Lấy gà dưỡng cho ấy. Đây. Cho cho. Phải nhá, đừng hại cô. Lúa cách không? Còn nồi nào nữa không anh? Phải chấm màu mau. À. Vài. Ồ, khai có ăn cháy đó. Đấy, gạo hôm trước là... Hoàng Hiền mang vào 10 cân. Luôn nhỉ? Đây. Mấy Hoàng Hiền nó khoảng 10 cân nữa. Dạ. Dạ. Tí nó xào luôn nhỉ? Vâng. Khai là ở chua. Hả? Có tổ chía đâu không? Ta là đỏ. Tổ chá nữa. Cái này là ước của cái xanh. Cái này là mù mà, nó thu mù chứ nào.
Đấy, chiếc cối mà nhà bà hàng ngày là xay ngô các bạn. Đấy, xay ngô ăn mèn mén, xay bằng cái này luôn chứ không có máy nghiền đâu. Đấy, vẫn còn đang còn ngô này. Đấy. Cứ vào xay à? Vào trong này. Chỗ này là anh Mậu tối anh ngủ đây. Trong nhà nóng lắm ạ. Gối của anh này các bạn ạ. Quanh bằng tre. Trên này tre bằng cái bạt. Bà không có thớt rồi anh? Dạ? Bà không có thớt rồi? Có không? Có lấy chào. Có. Ừ. Lấy thớt chặt cho dễ. Trên đây tôi ở thế sao chùa? Cái này tôi uống xoa, bác cứ nhau xoa. Anh vừa bảo cái gì? Bảo nó mặc thớt à? Lấy nước ra rửa. Chùi vậy? Chùi, ngay đây tới giờ không nè. Giờ đây cũng mà. À đây sủi đây. Vừa. Bà vừa cho gạo. Bình thường thì là ở dưới Hoàng Hiền thì là mọi người nấu cơm thì khi mà cho nước vào thì bắt đầu cho gạo luôn và đun. Đấy. Ở trên này thì là cho nước đun sủi các bạn ạ. Đấy. Đun sủi đã, sau thì mới cho gạo vào. Ra đứng cái quạt cho mát anh ạ. Đây. Là toàn lên đã thế lại nè. Ra cho quạt đứng cho mát. Tôi là chẳng lúc của sói á bồ. Lúc đó thì lúc. Đưa cho anh ấy đó. Anh Mậu đó. Khói lắm các bạn. Nấu trong nhà. Nhà đắt bé lắm. Vâng, thấp hình nhỉ? Khói. Bà uống đi bà ơi. Vâng. Vâng. Uống là hầu anh. À. Không biết nghe vậy. Hầu đi bà ơi. Hầu, hầu sữa. Hầu sữa rồi. Uống sữa là hầu sữa phải không anh? À. Hầu sữa. Không nói được đấy nhỉ. Học được đôi từ. À xong bây giờ chắt nước ra. À. Nước sủi các bạn ạ. Nước sủi là cho vào đun một lúc nó chắt ra. À. Đấy. Để lại cái này cho. Ui, bà dùng cái muôi này luôn. Mậu làm uống sữa.
có ăn muối hả? Đây là bà chỉ ăn muối, không có bột canh đâu nhỉ? Có canh không anh nhỉ? Không có đúng không? Anh biết hỏi bà là chiều nó đi làm gì? Chiều nay ở nhà đấy gì? Hôm trước em hỏi bà là bao lâu chưa ăn thịt rồi, bà bảo là một tháng chưa ăn thịt. À. Phải không? Vâng. À. Anh hỏi lại anh mậu cho em phải không? Ăn đây lên thế là nó cay rồi nha. Một tháng rồi à? Vâng. Ừ. Em ra nhặt ngô giúp anh mậu cho các. Để cho tải nha, cho tải không cho anh đổ. Khỏi à? Ngủ nó bé bạn, không to. Nó ngủ đây bé lắm nhờ. Vâng. Bé tí. Anh biết là có mấy người con nhỉ? Anh ừ. Hai. Hai à? Các cháu lớn chưa anh? Cô cả 11 tuổi. À, cô cả 11 tuổi rồi. Thế còn bé thứ hai? Bé thứ hai là 10 tuổi. 10 tuổi. Thế là hai công chúa hay là như nào? Một thằng cô. Một hoàng tử à? Vâng. À, một hoàng tử, một công chúa. À. Thế là quá đẹp rồi đấy. Dạ. Đúng rồi. À. Quá thiệt rồi. Nhiều quá là con khó. Để hai bé này được rồi, quá đẹp rồi, một trai một gái được rồi. Anh là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Năm 90. À? Vâng. Vợ anh sinh năm bao nhiêu? 93. Vợ 93. À, hơn 3 tuổi. Vợ là cũng cùng ở đây luôn đấy. Vợ đấy bên Thần Sa về. Vợ đến Thần Sa? Vâng. À. Chỗ nào Thần Sa anh? Thần Sa nước hai đi qua đấy. Để em đi qua đấy á? À, cũng là người Mông à? Có. À. Người Mông đấy, bên đấy cũng có. Vâng. Thế là đợt trước là đi sang đấy tán là cũng xa phết đấy nhỉ? Đúng. Ờ. Ừ, lên trên tháp 7 tầng chưa? Em lên đấy rồi. À. Ừ, hôm trước em vào đấy rồi. Bố vợ thì trên đấy nữa. À, bố vợ ở chỗ
tháp 7 tầng đấy à? Ừ. À. Lên tận đấy. Vâng. Thế là đợt trước là quen thì ai giới thiệu hay là như nào? Còn vợ nó lên đây chơi thôi. Đấy. Vợ lên đây chơi á? Vâng. À. Cái này là bà xách nước, phải xách cái mãi dưới cái này nhỉ? Vâng. Ý, xong rồi đấy, chuẩn bị chín rồi. Bố anh là ra ở riêng rồi? Không, nó ở chung nhưng mà nó đi làm ở trời kia chăm gà. À thế á? À. Thảo nào hôm nọ em vào thì không thấy ông ở nhà. Ông ở chắc là đi làm gì thôi. Ừ. Chòi ở ngoài đường ngoài này á? Vâng. À, cái nhà ngay cạnh đường đấy á? Vâng. À, xung quanh nhà có một đồi keo phải không? Vâng. À, trước cửa nhà là có cây thuốc lá đúng không? À. Mấy cây nữa. À, thế là đúng rồi. Thì hôm trước em đi qua đấy, em vào đấy thì thấy ông ở đấy. Thì ông bảo là ông ở đấy thì ông chăn nuôi. Vâng. Nhưng mà lại không biết là bố anh. Bố. À. Thế là mỗi mình ông ở đấy thôi à? Bà nó chứ, nhưng mà buổi sáng thì bà nó về lên trên đấy làm việc chứ. À. Tối thì lại xuống. Thế là ban ngày là hai ông bà ở đấy. Còn tối thì là về. Vâng. Thế tối ông ở đấy không? Có chứ. Ông đấy nó trông gà nó. Trông gà đúng không? Nuôi được nhiều đấy không anh? Ít thôi mà. Còn bán thì... À. Khoảng độ bao nhiêu con? Nó... Năm ngoái thì nó nhiều, nhưng mà năm nay nó bán là nó ít. À thế á? Có nuôi trâu bò đấy không? Không. Mỗi nỗi gà thôi? Bò trâu thì để trong nhà thôi. À. Đấy là mỗi gà thôi. Vâng. Được cho anh xem được cho này. Cháy không? Ngon rồi đấy nhờ. Bắt đầu thơm ngát rồi các bạn. Hôm nay Hoàng Hiền vào thì mua gà và nấu cơm ăn công cùng với gia đình bà. Đây, cả anh mía nữa. Rồi, Nam. Em của Hoàng Hiền. Anh Mậu đi đâu rồi anh? Hả? Trong ngoài rồi. Làm gì đấy anh Mậu ơi? À? Đang làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Cái gì? Nằm ở đấy à? Nó sửa lại giường này. À sửa lại giường à? Còn là... Buộc lại hay là làm gì? À, sửa lại. Có cái đó nè. Có chụp khó này nó có. Thế này anh ngủ đây. Nóng các bạn. Thế này thì hôm nào... Lần sau bà Hoàng Hiền mua cho anh cái quạt đây các bạn. Cho anh cái ngủ ngoài này cho nó mát. Ngủ ngoài đó. Vâng. Đấy. Không ngủ đây thì không quạt. Trong nhà có quạt nhưng mà phải mua được cái quạt nữa ra ngoài này. Ngoài này hợp lắm. Đấy, nhà bà cũng có cây thuốc lá. Trên này Hoàng Hiền đi rất nhiều nhà nhé. Nhưng mà hầu như nhà nào cũng có cái thuốc lá này. Đấy. Các bạn nhìn thấy hoa thuốc lá. Đấy. Đẹp không? Bên này rừng keo. Rừng keo bên này là anh mía là anh đang ngã bên này. Đang ngã trên kia. Ngã thuê ở trên đấy. Ở đây nhà bà có cây móng mật đấy. Có cả lá rừng kìa. Ừ. Móng mật đấy. Có cây ổi này. Quả bé tí. Sai phết này, quả bé.
Em vừa sớm xong. Chắc là sớm mưa ấy. Anh hỏi bà là xem bà còn nhiều ngô nữa không? Chưa bẻ ấy. Còn một ít trong đấy rồi. Tầm cân. À. Thế những cái cây mà bà đã bẻ cái thì gốc thì bà có nhổ đi không? Không. Cứ để thôi à? Thế như thế thì bao giờ bà mới trồng tiếp vậy? Nếu như trồng thì lại đến tháng 1, tháng 2. Tháng 1, tháng 2 mới trồng á? Thế còn bìa cứ để đến không đấy à? Vâng. Làm vụ xuân này nữa, vụ mùa này nữa thì lại làm. Thế là bà cứ để trống đất rồi? Vâng. Chắc từ cái xoay trái chết đấy hả? Ai kia. Vẫn còn 2 cân, chậm đợi. Còn... hai cân giống gì? Vâng. Chưa bẻ. Thế này cũng nhiều đấy, đúng không? Nhiều nhưng mà nó bốn phân ít quá, nó không có. Ừ, cái bé nhưng mà nó cái diện tích nó cũng nhiều đúng không? Vâng. Cái đấy là chỗ đấy là đoạn nào? Ngay đây. Đằng sau đấy. Đằng sau này. À. Hỏi bạn là chỗ đấy bao giờ được bẻ? Nó từ thế này lại nào. Mai kia bẻ. Anh uống nước lãng luôn à? Không đun đâu. Uống nước lãng luôn các bạn ạ. Không đun luôn. Anh bảo anh phải đun nước để uống. Anh bảo. Thế này mà hầu nè. Dạ, ăn không có mắt rồi à? Anh bảo là uống nước lãng bị đau bụng ấy. Bắn. Hầu nè, thì ăn không có plan nè. Thôi đây hầu nè. Anh bảo gì? Anh bảo là nó vẫn làm canh này chứ có. Bia bà bun bà đang luôn ở cái siêu bé này, đúng không? Vâng. Phải đun nước để uống, không nước lã đau bụng. Đun nước để uống nhá. Đun nước uống. Theo đây nè. Theo đây mà hầu nè. Anh nghe. Đang cho nước làm canh các bạn. Hấp dẫn đấy nhỉ. Đấy, bây giờ anh em chuẩn bị ăn cơm bạn nhé. Hơn 12 giờ. Vào ăn cơm này. Lo mỏ à? Lo mỏ à? À con đi. Lo mỏ ăn cơm anh nhỉ? Chỉ biết máy câu thôi. Máy câu hơn. Vào đi Nam. Ngồi đi. Tí rút này, rút đi. Rút thẳng đi. À con đi về. Anh xoáy cho nó cao đi. Ngồi vào đi anh ơi. Anh bảo anh ngồi đi. Ngồi đi nè. Anh Bỉa ơi. Bảo anh Mậu là còn 250 của anh Nghĩa nữa. Thì hôm nào em vào em mua cho một cái quạt nữa. Để nó chạy xóa và chê lỡ nó mày ơi là quạt toàn nó còn rồi nè. Mày vô là lo. Để em bảo anh để ngủ ngoài kia đỡ nóng. Bảo cha bơn rau thế là chị xóa nè. Chị bơn rau không lo. Đang đây bà ơi. Vâng. Nó mở rồi, tùy hai con rồi, nó mở đây. Ai đón tỉnh hả? Em đón tỉnh mẹ bà. Bây giờ Hoàng Hiền xin mời các bạn nhé. Cùng Hoàng Hiền ăn cơm cùng gia đình bà nhé. Anh à. Con là trò nè. Đây. Con là trò nè. Bà ăn thìa quen đúng không? Vâng. Ngay ra trò đó. Vâng. Ngồi đi bà ơi. Vâng. Con mời bà ăn cơm nhá. Em mời ai... Vâng, em mời hai anh ăn cơm. À, con đi. Vâng. Con đến nó nè. Vâng. Mời hai anh nhá, cảm ơn bà.
Ba ngồi hẳn lên đi. Ba ngồi hẳn lên. Vâng. Sáu nào. Cho sáu nào mà. Lo à. Ăn thịt gà là gì anh nhỉ? Gà cay. Nò cay à? À. Nò cay à? Vâng. Nò cay à? Ăn đi anh. Cảm ơn anh nhé. Vâng. Vâng. Nắm ăn lên nào. À. Cô mời bà nhá. Mời các anh nhá. Vâng. Mùi này khói nhỉ? Vâng. Vâng. Nấu ở trong trong nhà luôn. Đấy, trong này mái nó thấp nữa. Đấy. Mái thấp và quạt nữa nên là nó khói bay. Không quạt thì nóng nhỉ? Vâng. Vâng. Rồi. Vâng. Bà răng yếu rồi ấy nhỉ? Vâng. À. Vâng. Các bạn ơi, anh biết. Đó, nó cay à? Rất ngon. Sáng nay anh đi nhanh phết, chẳng lúc anh ra anh nhở. Vâng. Chạy rất nhanh. Chạy nhanh nhưng mà chẳng nó chẳng nó yếu nữa. À. Đi thì vẫn ghê ghê, kiểu ghê ghê anh nhở. Chạy nhanh quá thì đi nó sợ mà. Vâng. Lúc anh có bảo anh ấy là ra mang đồ không? Bảo. À. Anh ấy bảo nào? Bảo là xuống góc bè hồ. À. Anh bậu mày khoảng 40 tuổi. Chưa vợ con gì. Nó cay à? Nó cay. Tiếng này là gần giống nhau. Vâng. Nó cay à? Nó cay. Chịu có hồng nữa là biết nói đấy. Vâng, em mà cứ lên này nhiều thì em biết đấy nhỉ. Vâng. À. Những cái từ đơn giản đấy nhỉ. Cũng nói đơn giản này. Vâng. Chứ giờ biết mà chào là mù chê rồi, đúng chưa? Đấy. Ăn cơm mà nò đúng không? Ăn thịt gà là nò cay. Ăn thịt là lo ngày. Lo ngày à? Lo gần đâu nhau. Lo ngày. À. Vâng. Ăn kẹo là lo tha. À. Lo tha. Ăn rau là gì anh? Ăn rau á. Nói lên giống như đấy. Cũng là lò rau. Lên chua. Lò rau à? Hôm nay bảo muộn quá không lấy rau để nấu các bạn. Nên nấu canh. Rau trên đường bà nhưng mà muộn quá. Khói thế nhỉ? Khói rồi. Lò nó mất rồi thôi nè. Có một đứa nho ở dưới đằng sau ở dưới khúc cốc này nó lên đây học nó học trên trường này nó 3-4 năm nói như tiếng Mông luôn đấy. À, học ở trường cấp 2 này, tiệm cấp 1 này. Ờ, cấp 2 rồi. Cấp 2 lên đi học à? Thế là tại ở lâu ấy, ở lâu tiếp xúc với bà con là nói được nhỉ? Vâng. Vâng. À.
Nhưng mà đứa đây cũng chịu khổ học đấy. Vâng. Thì... nếu như người xa đến vào đây thì nó không biết là người Tài đấy. À, người Tài gì? Vâng. À, học tiếng người Mông. Ừ. Tại đến đây học thì sống ở đây thì là cũng phải học để xong mình mới giao tiếp được, đúng không? Nó hay chơi cùng các bạn nó vâng. Nếu mà như thế thì đội học sinh ở đây mà đi học đấy thì là nói tiếng Mông hay tiếng phổ thông này? Nói tiếng Mông, phổ thông cũng nói hết rồi. Nói cả hai à? Thế nhưng mà cô giáo mà cô giáo dạy thì cô giáo nói tiếng... giải thì nói phổ thông. Tiếng phổ thông thì. À. Thế này đây, trẻ em đây là biết được hai thứ tiếng luôn. Yeah. Còn những người mà đi học không đi học thì là cũng không biết là phổ thông. Như anh ở trước anh học cái năm mấy? Lớp 9. Lớp 9 à? À. Vợ anh học hết năm mấy? Vợ thì nó học hết lớp 2 thôi nó. Học hết lớp 2 rồi à? À. Lúc đấy thì bố vợ nó ở trên núi đá cao quá nên nó không đi học được. Trên núi đá không hả? Vâng. À. Có là lũng ở đấy nó cao. Trong lũng á? Vâng. À. Đấy là lũng lũng gì anh? Lũng Then. Lũng Then à? Vâng. Còn lũng Then nữa à? Vâng. Cũng là bạn người Mông à? Vâng. À. Ở trên đấy thì các hộ có khá giả không? Hay cũng, hay cũng như đây. Cũng như đây đâu. Cũng như đây. Nó đi bà ơi. Nó cay à? Ừ. Nó cay. Ăn xong đi. Anh ăn thế rồi à? Vâng. Ăn nữa đi. Mày ăn trên bát kèo. Trên bát kèo? Vâng. Trên đây ăn cái gì? Gói cơm lên đấy. À, mang đi tự mang đi thì. Vâng. Thế là lúc em gọi anh nghỉ rồi. Lúc đây anh nghỉ rồi. À. 10 giờ nghỉ rồi nó nóng quá. À, thế sáng chắc làm sớm nhỉ? Vâng. 5, 6 giờ thì làm. 5, 5, 6 giờ làm rồi. Vâng. Sao mẹ có gì nằm cho là? Ừ, không chạy là nào. Anh chạy chạy là con vô chỉ tân tông nào. Chạy là nào, xong lần kia. Anh có gì hả? Anh có gì hả? Anh có gì hả? Nếu một chạy chạy. Anh bảo gì? Nó bảo là nó thấy một mảnh xuống, bọn nó đi đâu. Làm gì? Bọn cắt keo nó đi đâu. À, vâng, 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 vâng. Bây giờ mà tìm được cô vợ là tuyệt vời nhỉ? Vâng. Thằng này nó chẳng lên trên này, nó chuyện là nó cũng thấy lấy vợ rồi, nó bảo thế. À, sáng lên chỗ anh chặt keo à? Ừ. Đi nói chuyện. Ừ. Bảo nào? À, vợ là nó thích lấy. Thích lấy vợ lắm rồi. À. Thế thì bảo mấy anh đi xem là có cô nào giới thiệu cho cô. Không biết là nó... mày mình mong coi này này. À. Nghe Tài thì nó... khó nói. Ừ. Không biết tiếng nhỉ? Vâng. Ăn rất ngon. Ngon. Một tháng rồi chuẩn thịt mà nhỉ. Vâng. Không nhân bộ càng của nó cũng khỏe đấy. Vâng. Bộ nhai nhỉ. Vâng. Nhai. Vâng. Bộ răng nó cũng tốt. Vâng. Ăn rất là ngon. Cái đợt xương ấy nhá, nhai cả xương à? Nhai cả xương. Cái miếng gần nó giòn, chắc nhai được cả hết. Anh bảo anh nếu mà nó xương cứng quá thì nhả ra không hóc ấy. Anh bảo. Bắt thả táo đi bắt chèn quá. Không, mò bọ quá. Hèn nò. Nò tiếp à? Bây giờ tay không nào đó. Lấy cơm ăn tiếp anh ơi. Anh ăn khỏe anh nhỉ? Vâng. Ăn 4-5 bát bình thường. Bà nò tiếp đi. Bà nò nó đi. Nò cay à? Nò cay à? Ừ. Đầy thịt thế nào? Ăn đủ đây. Nò. Nò à? À. Nò ấy, nò. Nò cay à? Nò cay trong lò sữa à? Ừ. Vâng. Cho nhiều cay mà. Vâng. Có chơi mua mì tôm biết sáng bà con đâu nấu à. Nó cũng nấu ăn. Vâng, còn nấu ăn sáng. Vâng. Bà không lò nữa à? Nó ăn lò à?
À. Có anh Mậu, anh Mậu đang tuổi ăn khỏe. Nó tiếp à? Nó tiếp họ đây nên nó nhân mà món thịt nào nào. Ở trên nó mò. Cả hai tầm mò cho nhiều ý á. Lấy cơm tiếp à? Lấy cơm đây. À, à con đây về. Nó à? Ngay trên này. Bây là mái của cây cọ anh nhỉ? Vâng. Đây là em trai hay là em nhà chú ấy ạ. Bộ nhá cũng khỏe thật nhỉ. Nhai khơi khấy à. Nó khỏe. Ờ. Con ăn ngon đấy. Ngon chứ. Ừ. Tầm này là nó và ăn khỏe. Vâng. Răng nó vẫn tốt đấy. Nếu như xong răng thì nó không bao giờ ăn được. Sức đang tầm ăn khỏe mà. Nó tiếp à? Nó tiếp à? Chứng nào đâu? Chị nó à? Chị nó mỏ à? Là con nữa à. Anh hỏi đã no chưa? Nó chậu nè. À. Mấy mạch luôn. Uống nước à? Uống nước là hau đe. Hau đe à? Đấy thì anh em Hoàng Hiền ăn cơm xong với bà rồi nhá. Anh Mía về đây làm luôn à? À vâng. Thế anh đi nhá. Vâng vâng. Vâng. Thế em chào anh nhá. Vâng. Vâng. Hôm nay lên em gọi anh nhá. Vâng. Vâng. Thế anh Bía lại đi làm ở ngoài này bạn. Anh Bía đang đi ngả keo ở bên ngoài này. Bây giờ thì đến giờ anh lại đi. Đấy và như vậy là vừa rồi thì Hoàng Hiền đã cùng đưa các bạn vào thăm gia đình nhà bà. Đấy và ăn cơm với gia đình bà. Và bây giờ thì Hoàng Hiền cũng sẽ quay ra và sang nhà anh Vư để trao sữa của em Quỳnh gửi cho anh Vư mà có người vợ mà bị hỏng một con mắt ấy. Đấy. Và bây giờ thì Hoàng Hiền cũng xin kết thúc cái video này ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo của Hoàng Hiền các bạn nhé. Đấy, các bạn đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất từ các cái video của Hoàng Hiền đấy, các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào các bạn.